Thầy giáo Gen Z đốn tim cư dân mạng vì vẻ ngoài chuẩn soái ca. Nếu như thế hệ cha mẹ, anh chị chúng ta khi nói về nghề giáo sẽ nghĩ đến họ là những người mẫu mực, độ tuổi đa số ngoài trung niên, tóc điểm phấn trắng, chỉn chu trong từng hành động, lời nói thậm chí là nghiêm khắc khiến học trò không thể không nghe lời. Thế nhưng, trong xã hội hiện đại ngày nay, thế hệ Gen Z cũng lần lượt tốt nghiệp và trở thành những thầy cô giáo giảng dạy học sinh. Và đương nhiên, họ vẫn giữ được những nét đáng yêu, hồn nhiên, năng động của tuổi trẻ. Thậm chí, không khó để bắt gặp hình ảnh những thầy cô giáo có ngoại hình nổi bật, vóc dáng không thua kém gì người nổi tiếng. Nhiều người cho rằng, còn gì bằng nếu thầy cô đứng lớp là một người đẹp trai, xinh gái lại tâm lý với học trò của mình. Nhiều thầy cô nổi trội về ngoại hình ngay lập tức thu hút sự chú ý. Điều này đã được chứng minh qua thực tế, mỗi khi có bất kỳ giáo viên, giảng viên nào xuất hiện với vẻ ngoài ấn tượng, dân tình chỉ muốn đổ xô xin đi học ngay lập tức. Mới đây, một tài khoản TikTok NVC đã chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh bản thân đứng trên bục giảng kèm theo dòng trạng thái: "Thanh niên nay giảng bài hăng say quá." Anh chàng bỗng chốc trở thành tâm điểm của mọi cuộc bàn tán bởi vẻ ngoài chuẩn soái ca và hiện đang là thầy giáo dạy môn ngữ văn. Dù xuất hiện với góc quay nào, chàng trai cũng đều thu hút ánh nhìn của người đối diện. Nhiều người thậm chí nhận xét, anh đẹp trai chẳng kém cạnh tài tử Hàn Quốc. Với gương mặt thư sinh, sống mũi cao cùng làn da trắng, nam sinh này đã đốn tim không ít cô gái. Ngay lập tức, thông tin về giảng viên trẻ cũng nhanh chóng được truy tìm. Được biết, nam chính sinh năm 2000, quê ở huyện Phù Cư, Hưng Yên. Ngoài công việc chính là giảng dạy, anh chàng còn là một mẫu ảnh cho nhiều nhãn hàng, chương trình, sự kiện. Đồng thời, anh cũng là một hot TikToker trên mạng xã hội với hơn 1,6 triệu người theo dõi. Theo những gì chàng trai chia sẻ trên trang cá nhân, có thể biết, ngoài nổi bật với vẻ đẹp trai, anh còn có học lực khá giỏi khi nhận giảng dạy ôn thi đại học ngay từ khi chưa ra trường. Ngoài đời, anh cũng là người có tính cách khá năng động, vui vẻ và dễ thương. Không chỉ vậy, NVC còn thường xuyên khoe ảnh đi du lịch, vui chơi cùng bạn bè. Với nhân sắc chuẩn soái ca nên không quá lạ khi gu thời trang của anh cực kỳ xịn sò và đa dạng. Những hình ảnh này sau khi được đăng tải đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng xã hội. Trong đó, hầu hết những bình luận đều phải trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp chẳng khác gì diễn viên Hàn của chàng trai. Cũng giống như thầy giáo Gen Z NVC, một thời gian trước, thầy giáo Gen Z của Đại học Quốc gia Hà Nội cũng khuấy động mạng xã hội vì diện mạo điển trai như tài tử điện ảnh. Dù chỉ xuất hiện sương sương trên mạng xã hội, nhưng thầy giáo soái ca này đã khiến hội sinh viên ào ào kéo vào tìm thông tin. Thậm chí, nhiều người còn tự nguyện học hành chăm chỉ khi tham gia vào lớp học. Theo như tìm hiểu, thầy giáo hot dần dần trên mạng xã hội tên đầy đủ là Ngô Công Lưu, sinh năm 1997. Hiện tại, anh đang là MC, biên tập viên một số chương trình của VTV. Ngoài ra, Công Lưu còn đảm nhiệm vị trí dẫn chương trình tại kênh FM90, Đài Tiếng Nói Nhân dân TP.HCM. Không chỉ dừng lại ở đó, anh còn là người trẻ đa tài khi thử sức hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh và TVC. Công Lưu cho biết, anh không phải là giảng viên mà chỉ là cựu sinh viên của trường. Anh nhận lời mời chụp hình cho trung tâm thư viện của trường sắp được đưa vào sử dụng. Sau đó đến một phân cảnh chụp áo vest, mọi người đều nói rằng giống thầy giáo quá nên mới thực hiện theo concept thầy giáo giảng bài. Anh và phía ekip cũng không ngờ rằng hình ảnh trong bộ hình của mình lại tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ đến vậy. Đầu tiên, anh cảm thấy tự hào vì được đại diện, lan tỏa hình ảnh của VNU, ngôi trường anh đã theo học, đến với nhiều người hơn. Bên cạnh đó, anh cảm thấy vui và thú vị vì được mọi người quan tâm và thấy mọi người hay trêu là muốn học thầy, anh nói. Khi được hỏi về chuyện tình duyên, Công Lưu ngại ngùng cho biết anh muốn giữ riêng cho bản thân mình vì không muốn câu chuyện tình cảm bị đưa ra trở thành đề tài bàn tán.